Ban tổ chức Master 1000 ở Monte Carlo thông báo, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ được dự giải nếu như có hộ chiếu vaccine. Djokovic sẽ chơi nếu như cậu ấy tuân thủ đúng quy định của chính phủ Pháp. Để nhập cảnh vào Pháp và dự các sự kiện, mọi người phải tiêm phòng. Quy định của ATP cũng cho phép một khả năng khác là tay vợt đã nhiễm bệnh trong vòng 1 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Được biết, Djokovic có giấy chứng nhận nhiễm bệnh vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Monte Carlo Master sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 nên anh không đủ điều kiện góp mặt. Tay vợt người Serbia hiện là công dân Monaco. Điều không đảm bảo anh được thi đấu ở giải Master 1000 đầu tiên trong mùa đất nền. Theo Franulovic, trừ Djokovic, tất cả các tay vợt mà ông nói chuyện gần đây đều đã tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi rất muốn Djokovic dự giải, nhưng nếu cậu ấy vắng mặt, Monte Carlo Master sẽ không bị ảnh hưởng. Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals gặp nhau trong trận quyết đấu tranh chức vô địch Super Bowl tại sân vận động SoFi ở Inglewood, California. Hai đội đều chơi phòng ngự rất chặt chẽ. Phải tới phút thứ 7 của hiệp 1, trận đấu mới có những điểm số đầu tiên, và đó là một pha touchdown của LA Rams. Tuy nhiên, ở hai hiệp thi đấu sau, Cincinnati Bengals lại là người nắm thế chủ động và dẫn trước 20-16 trước hiệp 4. LA Rams bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên đến cuối trận, họ lại có được một pha touchdown và một điểm số từ cú sút phạt, qua đó ngược dòng chiến thắng 23-20. Đây là chiếc vô địch Super Bowl đầu tiên trong lịch sử của LA Rams kể từ năm 99 cho đến nay. Super Bowl lần thứ 56 vẫn là sự kiện thể thao hàng đầu nước Mỹ. Mà biểu diễn nghệ thuật giữa trận năm nay có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực giải trí như rapper Snoop Dogg hay Kendrick Lamar. Tất cả đã tạo nên một trong những cuối tuần đáng nhớ nhất của thể thao và giải trí Mỹ trong tháng 2 này. Sau UFC 264, Dustin Poirier luôn đi ngỏ khả năng về một cuộc tái đấu với Conor McGregor. Nhưng giờ, có vẻ ý định đó đã phai nhạt trong tâm trí của The Diamond. Tôi có thể sẽ không đánh với Conor McGregor một lần nữa. Tôi không thực sự muốn tái đấu với anh ấy. Đối với tôi, cánh cửa đó đã đóng lại. Lý do duy nhất tôi làm nó là vì tiền. Tôi đã đánh bại anh ấy hai lần liên tiếp. Tôi có thể hạ gục anh ấy nhanh hơn nữa không ư? Tôi có thể làm gì được nữa? Nó đã xong rồi. Nếu như tôi tái đấu với anh ấy bây giờ, nó chỉ đơn giản là vì tiền. Sau khi đánh bại McGregor hai lần liên tiếp, Dustin Poirier đã được trao cơ hội tranh đài với nhà vô địch Charles Oliveira tại UFC 269. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ đã thất bại sau khi buộc phải đầu hàng ở hiệp đấu thứ 3. Hiện tại, The Diamond đang đàm phán cho một trận đấu với chiến binh kỳ cựu Nate Diaz. Mới đây, Khabib Nurmagomedov cùng Max Holloway đã cùng nhau tham gia một trận đấu quyền Anh. Không giống như các trận đấu thông thường, mà so tài này diễn ra trên vũ trụ ảo Metaverse. Theo đó, đôi bên có thể thượng đài ngay tại nhà, sử dụng công nghệ VR để mô tả chuyển động. Đây được mô tả là trận đấu đầu tiên trong lịch sử Metaverse và được bình luận bởi nhà cựu vô địch UFC Daniel Cormier. Tại đây, Khabib Nurmagomedov hóa thân thành Apollo Creed, trong khi đó Max Holloway chọn Ivan Drago. Hai nhân vật này khá nổi tiếng, bước ra từ loạt phim Rocky. Trận đấu quyền Anh diễn ra nảy lửa khi đôi bên đều có những pha đánh chính xác về phía đối thủ. Tuy nhiên sau khoảng 3 phút, Khabib là người xuất sắc hơn với combo đòn quyết định để hạ gục đối phương. Chiến thắng ảo đầu tiên trong sự nghiệp của Khabib. Tại vòng loại 2 SEA Games 31, SPTC đã tạo nên cơn địa chấn trước Gram. Cựu vương Vizes ném trái đắng trong ván 1 bởi sự thua thiệt mỗi khi giao tranh với SPTC. Đến ván 2, khi thế trận nghiêng về Gram, cặp đôi Vex Yumi của 2T và Palette đã có một pha mở giao tranh quá đẹp, hủy diệt hoàn toàn Divkit và tạo ra lợi thế khổng lồ cho SPTC kết thúc ván đấu. Trong trận đấu cùng ngày, Cerberus tung ra đội hình 2, vẫn thắng được Flash với đầy đủ những hảo thủ mạnh nhất. Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới và điều này khiến các đội Vizes rơi vào thế khó xử bởi trùng thời điểm tổ chức MSI. Trong trường hợp một đội tuyển vừa giành quyền dự SEA Games vừa tham dự MSI, họ buộc sẽ phải bỏ MSI. Cách tốt nhất để giải quyết khó khăn này là để lại tấm vé dự MSI cho đội về nhì Vizes, xong vẫn phải chờ quyết định từ Riot.